Sáng nay, huyện Hải Lăng long trọng tổ chức lễ phát động xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, đồng chí Đào Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí nguyễn văn thanh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy giám đốc công an tỉnh từ chỗ chỉ đạt bình quân hơn 5 tiêu chí mỗi xã, sau 11 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện Hải Lăng có 12 trên 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 18,47 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của tỉnh 2,26 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 16 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp trên mỗi hecta đất canh tác đạt trên 92 triệu đồng cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại xây dựng được nhiều mô hình sản xuất kinh doanh điển hình có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao thu nhập giải quyết việc làm cho hàng ngàn hồ sơn Tại buổi lễ, huyện Hải Lăng đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Huyện Hải Lăng đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao và liên doanh liên kết, đẩy mạnh việc phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương để tạo bước đột phá trong nông nghiệp, gắn nông nghiệp với thương mại dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững. Phát biểu tại lễ phát động, đồng, đồng chí Hà Sĩ Đông nhận mạnh, xây dựng huyện nông thôn mới là nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh quy định tiêu chí ngày càng cao hơn, khối lượng công việc nhiều. Vì vậy, huyện phải có lộ trình, bước đi thích hợp, khẩn trương đồng bộ và quyết liệt theo phương châm. Xây dựng nông thôn mới, ngoài lực là quan trọng, nội lực là quyết định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân chủ động tích cực tham gia phát huy vai trò của chủ thể trong xây dựng nông thôn mới đồng chí cũng yêu cầu huyện hải lăng triển khai xây dựng quy hoạch vùng huyền phù hợp với quy hoạch tỉnh gắn với chủ trương tại cơ cấu ngành nông nghiệp đẩy mạnh liên kết hợp tác gắn sản xuất với thị trường để nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và giá trị gia tăng đồng thời tiến hành ra soát ưu tiên nguồn lực cho các xã chưa đạt chuẩn, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống cho người dân là nội dung cốt lõi của xây dựng nông thôn mới. Cần trương ra soát hiện trạng tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới theo quyết định 38 và 320 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, đối với các xã đã đạt chuẩn cần khẩn trương bắt nhịp với bộ tiêu chí mới, không để địa phương nào bị rớt tiêu chí, tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để xây dựng ba xã Hải Chánh, Hải Khê và Hải An đạt chuẩn và nhằm đảm bảo 100% các xã của huyện đạt chuẩn. Trong đó, Trước mắt năm 2022 này, cần tập trung cho hai xã Hải Chánh và Hải Khê theo kế hoạch của huyền và của tỉnh đã đề ra. Đối với các tiêu chí của huyền nông thôn mới, cần khẩn trương rà soát, trong đó phân định rõ các phần việc của cấp huyền, của địa phương và trách nhiệm của người dân, của xã hội. Và những nội dung nào của cấp tỉnh thì khẩn trương đề xuất để cấp tỉnh hỗ trợ tháo gỡ chung tay cộng đồng trách nhiệm cùng huyện sớm hoàn thiện các tiêu chí còn lại thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư phát triển công nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tranh thủ và huy động mọi nguồn lực tổng hợp của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới theo chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm gắn với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân hưởng lợi, chỉ đào, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập đời sống cho người dân là nội dung cốt lõi của xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Hà Sĩ Đông cũng yêu cầu huyền Hải Lăng tập trung khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư, thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, sáng, xanh, sạch đẹp, để mỗi miền quê Hải Lăng đều trở thành miền quê đáng sống.